Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bà không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi vì tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình nè? Dạ, con khoảng 4 năm mối tình. Trời. Cha cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4 năm mối đó? Dạ, nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xa. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ, khoảng 2 năm. Mối ít nhất là... ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ. Cũng nhiều rồi nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm mà. Yêu sớm á, yêu sớm chứ không ạ. Rồi, bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con? Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền lành, ưa nhìn. Con thích những người nhìn hiền lành. Rồi bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu nha. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe luôn. Bắt đầu đi em. Lời đầu tiên xin chào chú Cường Linh, cô Hồng Vân cùng bạn nữ và toàn bộ khán giả. Con tên là Hoàng Văn Cương, năm nay 28 tuổi. Quê thì ở Yên Bái, nhà thì ở Bình Thuận mà hiện tại thì đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty cổ phần kem Tràng Tiền chi nhánh Sài Gòn. Ở quận mấy? Ở khu công nghiệp Tân Bình. Tân Bình hả? Dạ. Rồi còn mình giới thiệu nào? Con chào cô Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh với cả chú luôn, chú luôn không phải gì phải anh cả. Dạ vâng, chú luôn, chú Quyền Linh và bạn nào ở bên kia. Con tên là Phương Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê con thì ở Hà Nội. Nhưng mà con sống, con sinh ra Quảng Ngãi. Con vào Sài Gòn được 2 năm. Vậy đó, đang làm cái gì vậy con? Dạ con đang là nhân viên marketing. Vậy hả? Em trai, bây giờ em phải nói cho mọi người biết là sở thích rồi điểm yếu, điểm mạnh của mình là gì? Con nói về điểm yếu trước đi. Rồi, nói đi. Thứ nhất là cho công việc vận hành hút thuốc. Đó thì cái đó là điểm yếu. Rồi. Mới lại công việc thì giờ giấc nó cũng không cố định, khách khứa rồi công việc có khi buổi tối là mình không được về nhà. Mình đi thì nhiều khi ví dụ như có bạn gái hay có gia đình thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng về sở trường đó. Điểm mạnh thì con có thể nấu cơm, nhà thì có mỗi một thằng nên là toàn bộ cơm nước giặt giũ là con làm được hết. Nói chung là lo cho gia đình thì ok, quan tâm người khác. Rồi, và nhà gái. Con mình giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của con thì chắc là con khá là tự tin và độc lập. Tại vì là từ nhỏ thì con cũng sống xa bố mẹ là từ khoảng lớp 8 rồi. Nên là cũng khá là tự lập và con tự tin về bản thân của con. Còn điểm còn yếu? Còn về điểm yếu của con thì chắc có lẽ là ở cái gương mặt. Sao? Tại vì là bình thường nếu như mà những cái người mà mới tiếp xúc với con lần đầu á thì sẽ nghĩ là con là một người rất là khó gần hoặc là chảnh. Tại vì là mặt của con cái cấu hình nó vậy rồi. Nhìn nó hả? Nhìn nó hơi khó chịu. Dạ hả? Nếu như mà con không cười. Cấu hình khó chịu hả? Dạ. Mình thay cấu hình. Nếu mà bạn nói bạn không cười thì người đối diện sẽ thấy là bạn hơi khó chịu. Là con bằng tuổi với con gái lớn cô, con bé Xí Ngầu. Cái tuổi này nó vậy đó Linh ơi. Rồi để coi cấu hình sao mà không có cười coi. Thôi xinh mà. Vâng, nhưng mà nó không cười là nhìn nó khó chịu liền. Đâu à? Không cười coi. Nó giống Xí Ngầu á Linh. Nhìn quạo quá. Không vậy cứ cười hoài đi. Dạ. Hả? Cười hoài cách cũng hơi cười hoài đi. Bây giờ này nè, mình có mấy mối tình đây? Nói cho nhà gái biết đi. Với con thì có hai mối tình. Hai mối. Mối tình đầu tiên là từ thời học sinh. Rồi bỏ qua. Bỏ qua. Mối tình thứ hai là từ năm 27. Mấy năm? Không, trong vòng một năm thôi. Lý do tại sao chia tay? Ngày xưa là làm chung công ty, bạn làm kế toán nhưng mà không hợp nhau. Bà không chi tiền đúng không? Làm chung công ty không chi tiền. Vì con sợ quản lý chặt quá. Quản lý chặt quá nha. Có quản lý chặt không? Dạ không. Không đúng không? Dạ. Rồi, đàn gái mình... Con có mấy mối tình nè? Con mấy mối tình nè? Dạ, con khoảng 4 năm mối tình. Cha cũng dữ à nha. Vậy là cười đó nha. Rồi sao chia tay 4 năm mối đó? Dạ, nói chung là không hợp thì không có duyên thì không có tiếng xa. Mối dài nhất là mấy bao lâu? Dạ, khoảng 2 năm. Mối ít nhất là... ít nhất thì khoảng 6 tháng ạ.
cũng nhiều nha, vậy là yêu nhau cũng lâu lắm mà. Sớm à, yêu sớm chứ. Rồi bây giờ mình muốn có một mẫu hình lý tưởng thế nào? Mẫu người mình lý tưởng với con thì đầu tiên phải là một người mà chung thủy. Chung thủy. Cái đó là cái mà gọi là cái quan trọng nhất. Cái người đó phải có một cái sự tôn trọng nhất định đối với cái người mà đồng hành với mình. Đúng rồi. Thì nó mới có được cái sự chung thủy đó. Rồi. Ngoại hình với mẫu hình lý tưởng của con. Con thì con không có yêu cầu bạn trai phải đẹp trai hay là xoái ca gì hết. Thì gọi là nhìn hiền lành và ưa nhìn thôi. Hiền dạ. lành, ưa nhìn. Con đó. Thích những người nhìn hiền lành. Để cô qua cô coi có hiền thôi, không. Ưa nhìn là ưa nhìn rồi đó. Hiền lành thì từ từ coi sao chứ giờ mới gặp sao. Chào con. Dạ. Thế nãy giờ bạn gái nói vậy con cảm thấy là mình có đáp ứng được cái yêu cầu của bạn không? Con thì chị sợ bạn gái đòi hỏi chiều cao thôi. Con cao mét mấy? Con thì mét 63. Mét 63. Rồi tốt rồi. Mét 63 được không con? Dạ hơi thấp. Hơi thấp. Trời ơi, mét 33 mới thấp. Rồi bây giờ cái mẫu hình lý tưởng của con, người bạn gái phải như thế nào? Con thì dễ thôi, cao trên 1m5 là được. Người đầy đặn nhưng mà không mập quá. Đầy đặn cỡ đó được chưa? Từ hồi sáng giờ là chưa gây lộn với ông nha. Nha ông mối mai nha. Còn về khuôn mặt thì sao? Con muốn như nào? Nãy bạn nói là cái mặt bạn mà không cười á, nhìn là coi như là khó gần lắm á. Không không sao cô, thì con sẽ cho bạn cười hoài. Rồi đúng rồi, hay. Con sẽ cho bạn cười hoài đúng không? Dạ. Cứ chọc là cười thôi, hỏi kiến người thân thôi. Đúng rồi, con đi với ai vậy? Con đi với anh. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào tất cả khán giả trường quay. Con là Sơn, anh họ của Cương. Thì hôm nay thật sự là rất là bất ngờ mà khi Cương gọi để đi tham dự chương trình này. Thì mình cũng vì em thôi tin tưởng mình thì mình cũng cố gắng sắp xếp. Thứ hai là mình hỏi bạn gái chút xíu. Nãy giờ chắc Cương chưa hỏi em thì anh hỏi này tí ha. Cái về tiền bạc gia đình á, nếu mà có gia đình thì theo em ai sẽ là người giữ tiền bạc em? Đối với em thì em cũng không có quan trọng cái chuyện đó lắm đâu. Em hay là hoặc là cả hai đều giữ thì em nghĩ là tốt hơn là để cho một người giữ. Ok. Cương anh thấy ok đó Cương. Con đi với ai? Dạ con đi với chị gái ruột. Chị gái ruột ơi, dạ. Đâu rồi? Chào cô Hồng Vân và chào chú Quyền Linh. Thì con đã coi chương trình của mình rất là nhiều rồi. Và hôm nay rất là vinh hạnh được ngồi ở đây để tham gia chương trình. Thật sự là sau khi mà nhìn hai bạn ngồi cạnh nhau và bị vướng một cái xe hoa như thế này á, thì thấy rất là hợp luôn. Về cả ngoại hình, rồi cả cách nói chuyện. Chỉ mong rằng là sau khi bức rèm được vén lên thì có thể là sẽ hai bạn sẽ có thể trao đổi thêm để có thể hiểu nhau hơn. Còn về ngoại hình và cái cách mà các bạn nói chuyện thì khá là hợp rồi ạ. Vậy tốt rồi. Cảm ơn. Mở rào. Bắt đầu đi Cương. Mình tặng quà đi ha con. Dạ. Mở quà có ý nghĩa món quà của mình. Em chào anh. Quá trời vậy đó hả con? Tặng cái gì mà tặng quá trời. Cái này là hoa. Tặng quà phủ đầu mà. Dạ. Em sợ. Có thấy lạnh không? À có anh. Ừ. Em đoán được cái gì rồi chị? Em nghĩ là kem. Chụp. Chính xác. Cái này là quả cầu. Nè nó cúi te cho nè. Có một người. Hai đứa sẽ như vậy. Một người con trai, một người con gái. Dạ. Đây, anh có thể mở cái cuốn sổ này ra. Nó không phải là cuốn sách. Cái này là cái cuốn nhật ký rất là đặc biệt. Rất là hay, rất là đặc biệt. Anh nghĩ là có thể mình sẽ viết chung đi. Thì anh có thể đọc ở trong cái nội dung ở trong này. Cái trang đầu tiên là cái trang mà em viết cho anh đó. Ok. Mở đọc luôn con. Chào anh, đây là một cuốn nhật ký rất đặc biệt mà em tặng anh. Cuốn nhật ký này để anh có thể viết mọi cảm xúc, tâm sự của mình dành cho người con gái định mệnh nào đó của anh. Sau này khi anh gặp được người con gái của cuộc đời mình, hãy trao cho cô gái ấy cuốn nhật ký này để cô gái ấy có thể hiểu được những gì anh đã từng trải qua nhé. Khi em cảm thấy trông chênh, cô đơn nhất, em cũng đã viết một cuốn nhật ký như vậy. Đó đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống và không còn thấy cô đơn nữa. Em là người viết trang đầu tiên này tặng anh, hy vọng cũng là sự mở đầu tốt đẹp. Và biết đâu được cuốn nhật ký này sẽ không cần viết trang tiếp theo nữa vì đã có em ở đây rồi. Quá trời hay rồi.
Mới còn càng muốn rụng tim nữa. Dạ. Con kết câu cuối chú. Có em Linh ở đây rồi. Linh hồi đó ông có lãng mạn gì không Linh? À, không. Đó mua xôi rồi tặng không. Làm gì có nhật ký lãng mạn gì. Ồ, vậy là em vô Sài Gòn 2 năm hả? Dạ đúng rồi. Ví dụ như cái công việc của anh với của em thì nó cũng sẽ tựa tựa như vậy. Như anh thì anh đam mê công việc, cái gì anh cũng làm, ở công ty có việc gì không vừa mắt là anh làm hết. Ừ. Cho nên là đôi khi không có ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ, tối có khi là 10 giờ mới về đến nhà. Nhưng mà đó là anh đang độc thân. Ừ. Mà anh cảm thấy làm việc cho nó quên đi cái nỗi buồn, cho nó vui. Biết đâu được đấy. Sẽ có một ngày nào đó tan làm 5 rưỡi là anh chạy thẳng về nhà. Anh chỉ cần một lý do thôi. Hiện tại thì anh ở Sài Gòn, anh ở một mình hả? À, anh ở Tân Phú, ở cùng mấy anh em nữa. À, thì anh có thể chia sẻ nhiều hơn về cái quan điểm của anh trong tình yêu. Anh thì rất ngại bạn gái mà quản lý nhiều. Ví dụ quản lý về cái gì? Ví dụ khi anh đi, anh nói hôm nay anh sẽ đi gặp khách hàng, tiếp khách, nhậu nhẹt. Đó, anh nói thẳng như vậy. Nhưng mà ví dụ như đang ngồi mà gọi hoài á, thì nó sẽ mất hay. Khi mà anh đi là anh nói anh đi, và giờ anh về là anh sẽ về. Đó. Vậy thì nếu ví dụ và... như em cũng thích đi nhậu hay em thích đi bạn bè, những cái công việc riêng của em được không? Không sao, bởi vì á, mỗi người nó sẽ có một mối quan hệ xã hội. Không thể nào mà hai người yêu nhau lấy nhau mà chỉ có hai người sống trong vòng tròn nó được. Thì mình vẫn phải có quan hệ xã hội. Bây giờ người phụ nữ hiện đại không phải anh lấy em về là em phải ở nhà nấu cơm, giặt giũ, rửa chén. Ai về trước thì làm, hay là hôm nay em mệt, anh mệt, phụ nhau vào làm. Chứ không phải là người ta hay nói sợ con trai bác nó ra trường. Ừ. Này nọ. Đó, thì anh cũng chia sẻ thẳng. Em có hay ghen không? Không anh, em không ghen. Em cũng không thích quản lý. Tại vì em rất là dễ tính. Nên là lúc trước là em hay bị phản bội á, là cũng vì cái lý do em rất là dễ trong cái chuyện đó. Em đề cao ở cái sự mà tự giác. Thì anh nghĩ là cái tuổi của mình nó cũng không còn trẻ nữa. Cho nên là anh nghĩ là khi mà đã xác định, đã tìm hiểu, mình sẽ tiến tới. Bởi vì là gia đình mọi người thì cũng mong lắm rồi. Còn em thì sao? Khoảng bao lâu thì em có thể tiến tới kết hôn? Em thì em sẵn sàng rồi. Tại vì là mọi người thấy em cứ hay than ế, xong rồi em mới quyết định em đăng ký cái chương trình này đó. Nói chung là em thì em sẵn sàng, mà em chỉ có là em muốn tìm một cái người mà thật sự làm cho em cảm thấy em có thể đồng hành với người đó được. Người đó cũng có thể đồng hành với em được. Em khá là mạnh mẽ, cho nên là ví dụ khi người đàn ông người ta tiếp xúc á, người ta sẽ nghĩ mình liệu mình có bao bọc được cô ấy không? Có thể cô còn ghê hơn mình, thì mình phải làm sao? Không, nhưng mà đối với anh bình thường, cứ để em cười vậy là xinh. Rồi, tốt, quá tốt. Tốt rồi, tốt rồi, okay. Tốt quá rồi. Câu cuối cùng chốt hạ là hay đấy, cứ để em cười là hay rồi. Bây giờ nào, em hãy tiến tới nắm tay cô gái. Ừ, này và... cái giọng này chắc hát hay lắm đấy. Đúng rồi, để chúng ta thử trao nhau cảm xúc xem cái cảm xúc nó có hợp với mình nữa hay không. Nắm hai tay hết đi. Đó, cứ nhìn thẳng mắt nhau và hát tặng nhau một vài giai điệu nào đó. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đó, giọng con rất là hay luôn á. Rồi, bạn gái, hát một câu rồi nó đáp lại đi. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây, dù biết trong lòng con yêu con thương lắm đấy. Nếu anh đi, hãy cho em được nói với anh một lời. Dù tình ta sẽ chia, em vẫn yêu anh. Trời ơi. Ủa Linh, tụi con giống như bổ sung cho nhau á. Một đứa giọng kim, đứa giọng thổ. Đúng mà rồi. Rất là hay luôn. Bây giờ hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nói mỗi người một câu nào đó mà tận đáy lòng của mình suy nghĩ về đối phương. Sao chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện? À, chúng mình gặp nhau nó là cái duyên. Còn đến với nhau được hay không nó là cái nợ. Em có thể để anh trả cái nợ đó cho em hay không? Đó là quyền của em. Mà anh hy vọng là mình có thể cho nhau một cơ hội. Em nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội. Đó. Em chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Okay. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Nó không cần gì đến mình nữa rồi. Chúng nó tự nói với nhau là nó bấm rồi. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn. Một. Một mà nó cạch cạch hết luôn rồi. Linh ơi, Vân bị hốt hoảng quá. Hai. Ba. Bấm chưa? Đó. Cạch cạch.
bắt đầu chúng ta đã chính thức hẹn hò với nhau. Cái rồi bây giờ sẵn vậy, đặt nụ hôn đầu tiên đi con. Ngại đó. Cái đó không ngại được, cái đó là luật rồi. Dạ nói vậy sống thôi chứ và cũng làm không việc theo lắm. Pháp luật nghe. Tao chưa nói gì hết mà Vân tưởng nó ngại. Anh xin lên nha. Hãy nắm tay nhau thật chặt. Trời ơi, gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Hãy giữ lấy món quà mà bạn gái đã tặng cho mình, hãy đọc nó và ghi vào đó những cái cảm xúc ngày hôm nay. À, hãy đưa nhau đến những cái nơi nào mà mình thích nhất. Mời các bạn. Dạ, con cảm ơn chú. Con chào cô. Đi xuống bậc tam cấp rồi đi một tèo ra đây luôn nha.